Kết phiên ngày 21 tháng 10, thanh khoản 11.596 tỷ, giảm 38,63 điểm xuống có 1.019 điểm. Viên 30 giảm 42,69 điểm xuống có 1.010 điểm. Oppo toàn thị trường với 137 mã giảm sàn, 453 mã giảm điểm. 32 mã đường giá, 1 mã tăng trần và có 31 mã xanh điểm thôi. Khối ngoại quay trở lại bán dòng hơn 500 tỷ tập trung bán rất là nhiều HBG, VND, STB, SSI, VHM, BNG. Họ mua vào nhiều VNM, MSN, Vietcombank, GAT, DCM, FRT. hôm qua có phân tích với mọi người là phiên quyết định xu hướng của thị trường đấy, không? bởi vì là thị trường nó đang tích lũy trong một cái biên như vậy thì có khả năng sẽ bùng nổ theo đà hoặc là upbo thì nó lại vào đúng cái nhịp gọi là upbo và giảm rất là mạnh đến 137 mã giảm sàn. Đó. Thì trong giai đoạn này nếu mà ai mà còn đang đầu tư tất nhiên đang thu lỗ rồi đúng không? tôi cũng có đang cầm cổ phiếu cho nên cũng đang lỗ cũng rất là đáng tiếc ấy những cổ phiếu ví dụ mà bắt đáy cái nhịp vừa rồi ví dụ như dg hay sell đúng không? mà hàng về thì vẫn còn lãi đấy bạn nào mà tuân thủ hàng t cộng là bán vẫn lãi cũng được ví dụ như sell cũng lãi được tầm năm bảy đấy đúng không? bạn nào bán tốt hơn nữa thì được tầm chín nhưng mà cuối cùng nếu mà không bán cuối cùng mất hết lãi đúng không? nếu mà ai mà không bán thì mất hết lãi đấy phân tích ở trên YouTube này thì mọi người có điểm mua thì hàng về thì đa phần là mọi người đều lãi hết đó đang, nếu mà bạn nào đánh T cộng thuần T cộng thì lãi hết ví dụ như sell chẳng hạn nó ví dụ khuyến nghị mua ngày 18 tháng 10 chẳng hạn đấy thì hàng về T cộng là các bạn win hết mà không bây giờ có T 2,5 thôi là các bạn hàng chiều về ngày 20 tháng 10 là các bạn win hết rồi nhưng mà nếu mà không tuân thủ thì bây giờ mất hết lãi thậm chí bây giờ đang âm rồi đó, đang âm rồi thế tôi cũng dính dính con sell nhé, tôi cũng dính con sell đấy. về giai đoạn này thành thật với nhau đi, đúng không? có việc gì đâu, thắng thua chuyện nhà binh nhưng mà phải nói là thị trường năm nay đánh rất là gắt, rất là nhiều cổ phiếu nhé, không nói đến những cổ phiếu đầu cơ, sell, dg hay là dòng bất động sản nói thẳng luôn là đầu cơ, kể cả dòng chứng khoán thôi, nó là đầu cơ bởi vì là vi mô của nó không ủng hộ, đúng không? nhưng mà hôm nay các bạn thấy những cổ phiếu cơ bản rất là tốt, đúng không? ví dụ dgc hay FRT hay những cổ phiếu dòng banh chẳng hạn gia báo cáo tài chính rất tốt nhưng mà vẫn bị giảm. Thế cho nên đôi khi khi những nhà đầu tư lâu lâu rồi thì cổ phiếu xuống một vùng giá rất là hấp dẫn thì người ta thậm chí còn nghi ngờ về bản thân về cái vấn đề mà phân tích cơ bản các mọi người. Đấy, trong trong đầu tư chứng khoán thì có phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đúng không? Thì thì nếu mà ai đánh tuần về phân tích kỹ thuật thì đôi khi đôi khi người ta thoát được những cái cú sập, đúng không? thoát được những cú sập mà ông nào mà đánh thuần về cơ bản là dễ chết. Nhìm này ít ra mình còn 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 bán được cái nhịp mà ví dụ mà cái giai đoạn mà từ tháng 7 lên trên vùng này, này tháng 7 lên tháng 8 để bắt cái nhịp mà khuyến nghị công khai mọi người trên YouTube ấy, cái giai đoạn mà bắt tháng 6 tháng 7 mà lên trên vùng tháng tháng 8 là bắt đầu chốt lời ít ra còn bán được. Có ông nào mà phân tích cơ bản mọi người nhé cứ tích sản, tích sản là tích sản có khi là chết đấy mọi người. Có khi còn âm còn nặng hơn cả những cái nhà đầu tư thuần về phân tích kỹ, kỹ thuật cơ. Đấy, nếu mà ông nào mà thuần cơ bản có khi là giai đoạn này là chết sâu nhất tích sản tích sản trong có khi là tích sản vùng 1500 xuống vùng này. Nếu mà tích sản bằng tiền mặt thì nếu mà những cổ phiếu ví dụ mà nó đi cùng với thị trường theo thời gian ví dụ dòng banh chẳng hạn đúng không? Đặc biệt dòng banh quốc dân BID, CTG đúng không? Vietcombank hoặc là HBG chẳng hạn. Đấy những cổ phiếu nó có thể đi nó nó gắn liền với nền kinh tế thì có thể một ngày nào đó sẽ về bờ thậm chí là còn lãi cơ. Nhưng mà nếu mà tích sản không đúng cổ phiếu chẳng hạn, tích sản không đúng cổ phiếu thì rất dễ mọi người sẽ sẽ thua lỗ nặng nề đặc biệt là nếu mà sử dụng margin nữa thì còn thậm chí còn cháy tài khoản cơ. Đấy, cho nên đầu tư thì các bạn nên kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản vào. Đấy. như đấy giai đoạn này đấy, anh chỉ cân nhắc chỉ ăn nhịp sóng hồi đánh ngắn thôi. Đúng. phân tích mọi người rất là nhiều là chỉ đánh ngắn thôi nhưng mà cuối cùng đấy nếu mà không tuân thủ hàng về bán là lại bị lỗ ngược lãi thì ừ, cũng rất là tốt nhưng mà hàng về mà tuân thủ không bán là thành lỗ ngược rất là đáng tiếc. Đúng. thị trường này ai chẳng lỗ, tôi cũng lỗ mà mọi người cũng rất là buồn đúng không? khi mà thị trường sập thì mình lại lên trên này chia sẻ với mọi người và thị trường đôi khi thị trường tăng mạnh mình lại, có khi mình lại đi chơi còn khi mà thị trường uh, giảm điểm mạnh này lên chia sẻ với mọi người đúng không? đây cũng là một trong những cái kỷ niệm đấy mọi người rồi khoảng tầm hai ba năm nữa rồi mọi người rất là hiếm khi mọi người gặp được những cái, cái trường hợp mà giảm mạnh và giảm sốc như này đúng không? giảm thật ra là cái vấn đề mà thị trường thì luôn luôn đúng mình không nên đổi tại cho một bất kỳ vấn đề gì cả nó cũng phân tích với mọi người đấy Cờ nói về vĩ mô của thị trường mình có vấn đề gì đâu nó thị trường thế giới này các bạn nó có giảm đến mức như mình đâu mọi người nó có giảm đến mức như mình đâu mặc dù là luôn luôn cũng tự vỗ ngực là vĩ mô của việt nam là tốt hơn thế giới nó nhưng mà các bạn thấy xem Dow Jones bây giờ vẫn còn đánh trên 30.000 nghìn như thế, vùng 30.000 của nó tương đương với vùng 1.200 của mình đó. Nó đã thủng vùng vất mùng vùng 30.000 rồi mà nó còn lấy được lại vùng 30.000 mà hôm vừa rồi, rồi có đánh lên 30.000 bao nhiêu cơ mà. Nasdaq thì Hôm nay cũng giảm 0,83 Thị trường Mỹ vẫn đang diễn ra sắc đỏ Nhưng mà không đến mức như mình Mình mới giảm đến 3,65% 3 Giảm có, có, thể nói là top Top 1 thế giới luôn Nasdaq, Nasdaq NAS giảm 0,84 NB500 giảm 0,5 Dow Jones vẫn đánh trên 30.000 chứ có đánh dưới 30.000 đâu thị trường mình thì bây giờ đang đang vùng sấp xỉ vùng 1.000 rồi Đấy, không lấy được vùng 1.200 thậm chí còn còn sắp về lại vùng 1.000. Uh, Nikkei thị trường châu Á Nikkei giảm 0,36 sang 2 vẫn còn tăng 0,5 này. Seng giảm 0,19, Kospi giảm 0,27. Uh, thị trường châu Âu cũng đang diễn ra sắc đỏ. Uh, thị trường Đức đang giảm 1.19% Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao và mọi người nhấn like nhé. Like cho vui. Thì có thể là cái vùng vùng này là nó đang tạo cái mô hình hai đáy thôi mọi người. Bởi vì nó mới tạo mà nhưng mà tôi nghĩ cái kiểu biên tích ba biên hôm qua có phân tích mọi người là hôm nay sẽ là một phiên quyết định xu hướng ờ, nó lại không có xảy ra bùng nổ theo đà nó đánh bị ubo mọi người Và hôm nay là một phiên rất quan trọng hôm qua phân tích với mọi người là hôm nay phiên rất là quan trọng nhưng mà cuối cùng là nó bị đạp ngược thì um, về về hạn à, về ngắn hạn mọi người nhé về ngắn hạn thì nó tạo sẽ tạo mô hình hai đáy để mscd nếu mà tạo hai đáy thì thì lúc đấy thì tôi nghĩ là dòng tiền nó sẽ vào sẽ tốt hơn đó. và lúc đấy người thuần về phân tích kỹ thuật nó sẽ an toàn hơn chúng tôi có phân tích với mọi người trên vùng này đó là nếu bạn nào mà thiếu tự tin và không 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 muốn đợi thì cứ đợi cho thị trường tạo hẳn mẫu hình ba đáy thì mình vào cũng được nó tạo mẫu hình ba đáy đi rồi vào lúc đấy sẽ an tâm hơn đấy thì ví dụ VNX anh đây này đấy đáy một đáy hai đáy ba vào đáy ba cũng được vào đáy ba cho nó an toàn và lúc đấy mình chọn những cổ phiếu nào mà cơ bản cũng như là mẫu hình dòng tiền nó tốt nhất vì nó đánh kiểu như này thì tôi nghĩ là nó chỉ quanh 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 vùng tầm 1.000 thôi, Đấy, quanh quanh vùng 1.000 thôi, nó sẽ tạo đáy quanh vùng đó, Đấy, cùng nắm thì cũng chỉ xuống tầm vùng 950 thôi, Đấy, rất là nhiều cổ phiếu cơ bản cũng như là đầu cơ đi chăng nữa thì về những vùng giá phải nói chiết khấu cực kỳ mạnh mẽ cũng như là hấp dẫn rồi, ngay kể cả những cổ phiếu cơ bản thôi, mà dòng banh, đúng không? dòng banh này, dòng thép, dòng trứng, đó, dòng bất động sản những cổ phiếu mà mang tính chất cơ bản tốt cũng đều xuống cái vùng giá cực kỳ hấp dẫn rồi nhưng mà nói gì thì nói bây giờ mình phải đánh theo thị trường thôi không? thị trường mình không thể nào mà cãi lại thị trường rồi tạo lập nó muốn úp chẳng hạn thì làm sao mình lại chống lại được nó được bây giờ những cái ví dụ nó, nó tạo đáy đẹp đi không? tạo đáy đẹp đi khi mà dòng tiền vào tham gia bắt đáy thì thường thường ấy, những nhà đầu tư mà thuần về phân tích kỹ thuật ấy, người ta khi mà tạo cái mẫu hình hai đáy xong ấy, thì cái nhịp sau thường thường là dòng tiền vào sẽ tốt hơn mọi người nhé cái nhịp sau này nhịp nhịp sau khi nó tạo đáy hai thì nó sẽ vào tốt hơn. Đấy. Thì uh, <laughs> tôi sẽ phân tích những cổ phiếu mà có thể hồi phục tốt mọi người nhé. Uh, tuần tới nó có thể là thậm chí là thứ hai nó có thể hồi phục luôn đấy mọi người. Ví dụ HAG thì HAG thì không khuyến nghị mọi người bắt cái vùng này bởi vì nó chưa tạo đáy xong. Nhưng mà con này là chuẩn bị này nó về vùng hỗ trợ rất là mạnh này thì tuần tuần tới là con này sẽ hồi phục. Thậm chí là thứ hai luôn. Đấy, các bạn cứ thử thử xem thứ hai sẽ như nào nhé mọi người nhé mặc dù con này còn chưa tạo đáy xong cơ con này vẫn chưa chưa có đáy một nhưng mà nó đang đánh rất là xa một hai mươi này và vùng về vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh này thì thứ hai chắc là chỉ nhúng thêm một chút nữa là bắt đầu hồi thôi đấy H các bạn phải theo dõi nhá tầm thứ ba vào bình luận là các bạn biết cái form này thì gặp khá là nhiều rồi nhưng mà cái vấn đề các bạn mà muốn chắc hơn các bạn muốn thích con HAG này chắc các bạn phải đợi nó tạo đáy hai các bạn vào cũng được nhá đáy hai đáy ba các bạn vào cũng được đấy gọi là những cái cổ phiếu mà nếu mà các bạn đang lỡ mà các bạn bây giờ đang cầm thì các bạn có thể tiếp tục các bạn làm giữ tránh trường hợp mà các bạn bạn bán đúng đáy rồi có thể nó sẽ nhúng thêm ở một phiên đầu phiên thứ hai xong bắt đầu sẽ hồi đấy hdg nhé mọi người nhé đấy hdg cái form này nhìn rất là quen rồi rất là nhiều lần rồi. thứ ba các bạn vào xem đó đấy thứ thứ hai thì các bạn biết thứ hai thứ ba các bạn sẽ nhìn cái con hdg này nó diễn biến như thế nào nhé ok đây là HAG thì tôi nhìn hôm quanh quanh thị trường hôm nay chắc chỉ nhìn thấy mỗi cái HAG có khả năng là uh, tuần tới sẽ phục hồi sớm thôi. Uh, ngoài ra những cái cổ phiếu phân tích hôm qua ví dụ HAH này tiềm năng nếu mà bùng nổ theo đà nó sẽ tăng tốt đúng không nhưng mà nó không không được. cái đội này là phải đợi đáy đội đáy đáy ba này mọi người đáy một đáy hai đáy ba con này tạo đáy ba là vào sẽ rất là ngon này con này vào con này mà đáy ba nó tạo thành công xong là các bạn vào tỷ lệ win sẽ rất là cao mọi người nhé thì cứ cho đợi tạo xong đi hôm nay cũng không giảm xa nó hôm nay cũng không cũng không giảm xa ừ. các bạn đợi cho nó tạo đấy đấy ba xong nhé mọi người nhé có thể nó sẽ ví dụ cái MACD nó chỉ vùng vùng xuống một chút nữa thôi đúng không? tầm một hai phiên nữa thì nó bắt đầu là sẽ đánh ngược lên đấy con HAH và con DGC này thì bây giờ mà thị trường nó diễn biến như thế này thì thôi mình cứ tìm những cái cổ phiếu mà nó kinh doanh kết cả lợi nhuận tốt đi đúng không kinh doanh kết cả lợi nhuận tốt đi để mà báo cáo tài chính quý 4 với những cái thông tin ở thị trường thế giới, nó, nó cứ hạn à, nga và trung quốc nó cứ hạn chế xuất khẩu uh, hóa chất như vậy thì dgc nhiều khả năng nó vẫn là những cái dòng mà khi mà thị trường hồi phục mạnh thì nó cũng sẽ hồi phục thôi mọi người. con này thì dòng tiền rất là tốt, mình cứ đợi cho nó tạo thành công đi mọi người nhé, cứ đợi cho tạo đợi thành công cái đây ba rồi bắt mình vào bán lẻ cũng được mọi người nhé FRT cứ đợi cho đợi đi mọi người nhé, đợi cho nó tạo thành công đi. con này có là khả năng nhiều khả năng là thứ ba, thứ ba nó về vùng hỗ trợ mạnh này thì bắt đầu nó sẽ có xu hướng tạo đáy. Đấy, FRT mình thậm chí mình đợi bây giờ nó đang đáy một này mọi người, đáy một này. ví dụ các bạn đợi đáy ba các bạn vào cũng được nhé, đáy ba vào cũng được. thì có thể là đáy ba nó sẽ tích quanh cái vùng 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 tầm 64, 65 thôi đấy. FRT. đấy thì mình cứ chọn những cổ phiếu cơ bản để mình đợi cái nhịp sau thôi. còn bây giờ để mà khuyến nghị mọi người mua thêm thì thôi là có những cái trường hợp mọi người nhé Vẫn có những cái trường hợp mà lái nó bất ngờ nó đánh Ví dụ hôm nay có một phiên giảm 3,65% Phiên thứ hai nó tăng trần hết Đấy, Có những cái trường hợp nó như vậy Nhưng mà thôi bây giờ mình để xem nhìn chat giờ của nó xem nào ừ, Chat giờ này thì để mà thứ hai mà tăng trần thì hơi khó Nhưng mà vẫn có những trường hợp nó xảy ra như vậy mình gọi là bull trap ấy mọi người Đấy, VNX mọi người nhé rất là nhiều cổ phiếu phù hợp để mà nhiều nhiều nhà đầu tư có thể gom dài hạn để vài năm được, vài năm được. vì anh ấy, nhiều lắm mọi người dòng banh này, dòng banh, dòng bất động sản hay dòng chứng mà thôi vì vĩ mô bây giờ dòng bất động sản đang chán quá cho nên là khả năng phải đợi cho dòng bất động sản nó phải cân bằng lại thôi hoặc là khi mà các bạn mà, mình đánh ngắn hạn nữa thì mình đợi cho nó tạo đáy xong thì bắt đầu mình vào mọi người nhá. Đấy mình phải chiến lược chúng tôi thôi bây giờ nó lỡ nó úp bô rồi cái chiến động bây giờ nó không bùng nổ theo đà mà nó chuyển sang trạng thái tạo đấy hai thì bây giờ mình biết đợi cho nó tạo xong đúng không? đợi tạo tạo xong có khả năng là thầm thứ ba bắt đầu tham gia bắt được còn nếu mà kịch bản nó thứ hai nó tăng trần hết luôn đó. nếu như có một cái bull chat thì vẫn là thứ ba đó vẫn là thứ ba các bạn có thể uh, hạ bớt tỷ trọng xuống thậm chí là bán hết cũng được đúng không? đặc biệt là những cổ phiếu mới cãi ngày hôm nay ví dụ như kiểu là FRT chẳng hạn đúng không? FRT nó gãy như này thì ví dụ mà nó hồi phục luôn đi, hồi phục luôn thì nó tạo mẫu hình hai đỉnh, hai đỉnh thì lúc đấy thì nó sẽ phải tích lại dòng tiền của mình tham gia của FRT khá là nhiều, cả bắt đáy, đi di đi di vậy nó là cơ bản nó tốt mà mọi người quý ba thường thường bán lẻ nó tốt. Nhưng độ này khi mà tạo mô hình ba đáy thì các bạn vào sẽ an toàn hơn. Còn bây giờ thì tôi cũng không có khuyến nghị mọi người bắt, bởi vì nó mới gãy mười gãy cứ cho là cân bằng đi nhưng mà cái độ này các bạn nhìn cái MACD của nó đẹp dòng tiền trước nó cũng đẹp MACD đẹp để mà tạo MACD mà phân kỳ phân kỳ dương ấy mọi người nếu mà phân kỳ dương xong thì ngay độ này là những cái độ chú ý thì bây giờ thị trường bây giờ nó nó đã nát như này rồi thì mình phải chọn những cái cổ phiếu mà gọi là dự tính thôi mọi người dự tính cho tuần sau thôi nhé dự tính cho tuần sau thôi đấy DG DG Go DGC mọi người nhé DGC HAH cũng đẹp HAH cũng đẹp nhé đây mình chọn những cổ phiếu như này H mà thì con này nó tạo một này, hai hai đáy rất là đẹp rồi. Bây giờ tạo một đáy ba mà ok nữa, ví dụ đáy ba của nó không thủng mất cái vùng mà 4135. À cái vùng mà 337 chẳng hạn. Đấy, nó không thủng cái vùng 37 thì nhiều khả năng cái đáy ba sẽ là cái điểm mua cực kỳ an toàn của con H này và tỷ lệ win cao. Thì mình thứ nhất các bạn nhé các bạn có hai cách như này, một là các bạn đợi nó nó test thành công cái vùng mà 3725 đi, nó test thành công thì bạn mua luôn. Hai là các bạn đợi cái nến đảo chiều đi, đợi cái nến đảo chiều của nó hoặc là đợi cái thị trường chung nó xác nhận cái vùng đáy hai của chẳng hạn thì các bạn lúc đấy các bạn tham gia sau cũng được nhé. Đấy là H, DGC, LRT. Đấy, hóa chất bán lẻ. Sang dòng đạm xem nào. Dòng đạm. Dòng đạm cũng như dòng bán lẻ thôi. Dòng dòng này thì chắc là biên không được nhiều. Dòng này thì thôi mình bỏ đi. DCMDB em. Dòng này biên biên không được nhiều đâu các bạn phải theo dõi kỹ nha mọi người nhé trong quá trình tạo đáy bây giờ mình đã phân tích trước thôi nhưng mà các bạn phải để ý kỹ trong cái giai đoạn mà nó tạo đáy để xem là biểu hiện của nó như thế nào xem dòng tiền có tiếp tục thoát ra hay không mà lúc nó tạo đáy ba nó có nến đảo chiều ấy, các thứ không chứ tránh hơn trường hợp mà nó xuống nó tạo đáy ba mà lúc nó hồi phục lên thì cực kỳ yếu đúng không? những cái ông này lỡ mà hồi phục lên là yếu hơn so, so với thị trường là cẩn thận mà cái dòng tiền nó thoát ra rồi mà lúc đấy nó diễn biến nó, tiêu cực là mình phải thoát ra hết luôn đấy không có kỳ vọng vào bất kỳ cổ phiếu nào đâu mọi người bây giờ thị trường bây giờ nó đã như thế này rồi đúng không lái thì đánh rất là dã man cho nên mình không thể làm mà chủ quan được đấy, cho cứ tạo xong hẳn hoa tử tế đi kể cả dòng đạm dòng bán lẻ dòng hóa chất cho tạo xong hẳn hoa tử tế đi nhưng mà nhìn về cái form của nó đúng không? nhìn về cái form kỹ thuật của nó thì <laughs> khả năng là tạo tạo đáy xong cái nhịp vn tạo tạo đáy này thì những cái đội này là những cái đội mà mọi người nên chú ý về cái form MACD của nó đang diễn biến khá ok này ví dụ đáy một này nó tạo đáy hai mà phân kỳ dương này, là các bạn có thể cân nhắc các bạn mua xem xét cả nến các thứ không thôi đoạn này kiên nhẫn nhờ, kiên nhẫn đi nhờ sang dòng banh mọi người nhé sang dòng banh đi techcombank dòng đạm này dòng đạm là một cái dòng dầu khí này dòng hóa chất dòng bán lẻ và phân tích dòng dầu khí luôn mọi người nhé không cho nó chỉ... những cái dòng kênh trên luôn đi dòng dầu khí này có phân tích của mọi người rất là nhiều video rồi đúng không đầu đột khí này mình phải kiên nhẫn mình đợi mình điểm mua đi. Dòng uh, <laughs> dòng gạo cũng được mọi người, dòng gạo cũng được. Dòng đấy là nó đang về ví dụ con ta bây giờ con ta chẳng hạn Đó. con ta nó đang về những cái vùng mà hỗ trợ rất là cứng của nó rồi rất khó có thể mà giảm quá nhiều nữa đấy. Ví dụ con ta này, Đó. nó chỉ đánh một nhịp nữa thôi là sẽ có nhiều hồi phục cho con ta. Về vùng hỗ trợ rất là cứng của nó, thường thường vùng này thì mua thì thường thường mọi người không lỗ nhiều đâu, đấy, con ta. Cái dòng gạo nó cũng là một trong những dòng mà hưởng lợi trong cái quá trình mà uh, suy thoái kinh tế đúng không? suy thoái kinh tế rồi khủng hoảng năng lượng chiến tranh chiến miên các thứ bởi vì nó chiết khấu khá là sâu rồi chiết khấu sâu về vùng hỗ trợ tốt thì các bạn đợi những cái dòng này nó về vùng hỗ trợ mà tạo có một cái gặp nến đảo chiều đi thì bắt đầu mình tham gia cũng được dòng dầu khí nhá mọi người nhá dòng dầu khí cũng cân nhắc được bvs này ừ, bvs mình Mới khuyến nghị mọi người đợi đi mà đúng không? đợi cho nó tạo đáy bạn đáy ba đi nó bị đội này là còn nếu mà xét về mặt đáy ba sắp tới nhé đẹp thì khả năng là dòng dầu khí là một này còn HAH đấy HAH con DGC đấy hai hai cổ uh, ba cổ phiếu mà ba dòng ba dòng cổ phiếu mà tôi thấy là để mà nó nó đang tạo cái mô hình ba đáy rất là đẹp nếu mà nó tạo xong nó nó sẽ tạo mô hình còn dòng dầu khí hôm nay cũng là một trong những dòng mà cầu bắt đáy cũng rất là mạnh nó, BVS này nhiều bạn họ nói là vấn đề bây giờ là câu bắt đáy hay là hay là lái nó lái nó thoát hàng đúng không? câu chuyện này thì cứ đợi xem thời gian tới nó sẽ tạo đáy có thành công hay không thì mình mới biết được. Đúng. BVS này tạo ba đáy thì Đấy, các bạn đợi nhá, các bạn đợi đi, các bạn đỡ đợi, đợi cho nó. Đội này thì cứ phải bây giờ nó mới gãy một cái nhịp như này thì các bạn phải đợi để tầm phải tầm thứ thứ ba thứ tư hoặc nếu mà trường hợp nó khỏe hơn hẳn thị trường chẳng hạn thì ngày mai à ngày thứ hai nó đánh một cây trần luôn đấy nó đánh tăng một cái trần luôn đấy, thì câu chuyện nó lại là câu chuyện khác và nó cũng rất là khỏe đấy mọi người tăng đánh một cái trần luôn thì trong tuần tới là sẽ có nhịp nhịp mà các bạn mua dòng dầu khí luôn chứ không cần phải là phải phải đợi đâu đấy BVS ví dụ nó tăng cây trần luôn chẳng hạn thì tầm thứ ba thứ tư tầm thứ tư là các bạn có nhịp là các bạn mua dòng dầu khí nhưng mà trường hợp mà nó đánh ấy, giảm theo thị trường thì mình cứ phải đợi cho nó kiên nhẫn mình phải kiên nhẫn mình đợi cho nó tạo thành công cái đáy ba đi thì bắt đầu mình sẽ vào sau mọi người nhé BVD cũng vậy nhé BVD cũng vậy BVD hôm nay có phiên thanh khoản rất là đột biến nó 23 triệu gần gần 24 triệu cổ phiếu BVD Đây, Cho cầu bắt đáy rất là nhiều con này Đấy. khối ngoại thì cũng đang gom dầu nhiều đúng không BVD BVS nó rất là thích nó đánh nhiều mà bây giờ mình phải đợi thôi nhá cứ phải đợi thôi một phiên sàn cứng này thì mình cứ phải đợi thôi chứ không nên mình không nên quá mạo hiểm cứ đợi cho nó tạo thành công đi đã đúng không? tạo thành công đi bởi vì ông này đông ông đang tạo cái mô hình này mọi người vai đầu vai vai này, đầu này vai mình cứ phải đợi đã cho thành công thì bắt đầu mình vào chứ bây giờ mà đang tạo mô hình vai đầu vai này đây là cây màn lái thoát hàng là chết đấy vào là có khi lại đu đấy nó lại rơi xuống cái vùng của tầm 15 hay 14 bốn chết giờ. cho nên mình không nên chủ quan mọi người ạ nhá không nên chủ quan đâu cứ đợi cho nó thành công đi mà khỏe hẳn khỏe thì khỏe hẳn hơn thị trường đi nó tuần tới là mình tăng luôn cái trần đi rồi, rồi nói chuyện sau Ừ, bây giờ mình đợi thôi nó mới gãy như này thì mình phải đợi mọi người nhé BBC cũng vậy nhá BR thì hôm qua phân tích mọi người rồi nó đánh khỏe thì phải giữ được cái nền này bây giờ nó đánh xuống cái vùng dưới này thì thì yếu nó đánh như thế này thì khả năng con này phải đánh lại lâu đấy mọi người đánh lại lâu đấy BR khả năng này đánh lại lâu khỏe thì ông này ngày, phiên ngày mai ông phải tăng tầm à, phiên thứ hai phải tăng tầm 3 4% đi. Thì con này nếu mà cũng tạo mà BR cũng là một trong những cổ phiếu mà cơ bản rất là tốt. Dòng dầu khí nhá mọi người nhá. Dòng dầu khí, dòng hóa chất, dòng bán lẻ là những cái dòng cơ bản rất là tốt trên thị trường. Về cả phân tích cơ bản thì không nói làm gì rồi đúng không? Phân tích cơ bản là những cái dòng này là những dòng hưởng lợi. Thiên thời những địa không lợi, đúng không? Thiên thời những địa không lợi. Nghĩa là mình đang ở thị trường Việt Nam, thị trường Việt Nam thì đang cắm mỏ mà nếu mà những cái dòng này mà ở các thị trường thế giới thì nó lại ngon, đúng Nó, nó ngon. Đấy, nhiều dòng thị trường thế giới nó có giảm mấy đâu nhưng ông việt nam cũng đang cắm mỏ ông đang đau chen mạnh mà thì những cái ông này gọi là thiên thời những địa không lợi đấy đã, đang ở thị trường việt nam đấy, nên là những cái đội này mà phải khi nào thị trường cân bằng xong này vì xét về mặt cái gọi là acd cũng RSI tạo đáy của nó thì về cái kịch bản à, tương lai thì nhìn nó form nó nó sẽ đẹp đấy, nhưng mà nếu mà cái đánh cái kiểu như này như br như này thì nó phải ví dụ thứ hai nó phải tăng ba bốn phần trăm luôn ba bốn phần trăm luôn thì loại giữ nó lại trở về cái cái nền này đúng không nó lại chờ là cái vùng về vùng tầm hai mươi thì nó sẽ ok còn nếu mà ông mà lại cứ đánh long lại tiếp tục giảm thêm chẳng hạn cái gãy hẳn vùng nền này thì này, vùng nền này là vùng kháng cự mạnh của nó Đấy, cái vùng hỗ trợ mạnh sau khi bị gãy thì nó sẽ trở thành vùng kháng cự mạnh Đấy. vùng kháng cự mạnh sau khi bứt lên thì cái vùng kháng cự mạnh lại thành, thành cái vùng hỗ trợ mạnh Đấy. thuần về mặt gọi là Uh, lý thuyết cơ bản về hỗ trợ và kháng cự ok đấy là xong dòng dầu khí nhé mọi người nhé đấy là những cái dòng mà phân tích cho thị trường tuần tới nhưng mà khả năng cứ để cho nó diễn biến đi nó yeah, diễn biến đi bây giờ phải nói thật với mọi người trong quá trình đầu tư của tôi, tôi chưa bao giờ tôi gặp cái thị trường nó khủng khiếp như này 2018 chỉ là muỗi thành thật với mọi người nó chỉ là muỗi thôi không không ăn thua nó phải những cái thị trường này phải so sánh đến 2008 nhưng 2008 thì tôi chưa đầu tư nó phải sao so sánh nếu mà các bạn xem lịch sử thì nó phải tương đương với cả 2008 à, khủng khiếp như 2008 rất là khủng khiếp ừ. nó phải so sánh đến 2008 Đấy, vì khủng khiếp nó giảm từ 1, 1.500 bây giờ còn xuống vùng 1.000 xuống 1.000 lại hồi không được bao nhiêu lại tiếp tục giảm tiếp và giảm những cái cây vôn mà rất là khiếp nó, nó tăng thì lò lò do lò dò một giá một kỳ phiên ba tám sáu ba giảm ba sáu mươi phần trăm luôn rất là đáng sợ đúng không bạn nào chắc cốp hơn các bạn cứ đợi đáy ba rồi vào chúng an, an tâm nhé mọi người nhé đáy ba vào cũng được không cần thiết đâu ví dụ đáy một đấy đáy hai các bạn đợi hẳn đáy ba vào cũng cũng được không cần thiết để phải đáy hai đã vào đâu chắc cốp cứ đáy ba vào sau cái mẫu hình mà đáy hai ấy đáy ba cao đấy đáy hai thì các bạn vào cũng được không về gì về vội ok sang dòng banh đi phân tích qua dòng banh tại thị trường thị trường này thì tất nhiên buồn rồi đúng không nếu mà ai có đang đầu tư thì rất là buồn nên chia sẻ với mọi người trên này thôi đúng. cũng lâu lắm bao nhiêu lâu mới gặp một cái thị trường nó khủng khiếp như thế này tin các thứ thì nói chung là bắt bố bớ thì cũng nhiều rồi bắt bớ thì cũng nhiều rồi tin xấu tiêu cực cả thế giới nó tiêu cực chứ của mình đâu tiêu cực đâu nhưng mà mình là những thằng giảm mạnh nhất đúng. Cả thế giới nó giảm chứ có phải mình giảm đâu Các bạn xem Dow Jones, Nasdaq, thị trường Mỹ Nó cũng nhiều thông tin tiêu cực Nhưng mà nó, nó vượt còn Dow Jones còn vượt 30.000 Nó có giữ 30.000 cả tuần nay Đúng không? Trên 30.000, 30.000 tương đương với vùng 1.200 của mình Nhưng mà mình bây giờ còn thủng cả vùng 1.200 Bây giờ xuống vùng 1.000 Đấy, các bạn phải hiểu là thị trường nó khiếp như vậy Thì có thể là những cái, cái bản tích cực Khi mà nó thị trường tạo đáy hai xong Thì nó lại làm những cái chỉ số mà tăng bất ngờ Của thị trường, thị trường thế giới sao? Việt Nam mình sẽ là một trong những mà chỉ số mà tạo lên bất ngờ của thị trường thế giới khi mà thị trường thế giới lúc đấy nó lại đang yếu và xấu thì thị trường của mình lại cứ tăng ầm 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 lên thì có thể sẽ xảy ra cái trường hợp như vậy bây giờ lái bây giờ nó chưa gom đủ hàng nó chưa đánh lên thôi mọi người đấy tận bảy mươi tỷ đó, vẫn còn đang chờ trực chờ ở ngoài nhưng mà tôi đánh giá sau những cái nhịp như này thì nhiều nhà đầu tư người ta sẽ sợ hãi về chứng khoán ấy người ta thấy chứng khoán không còn là một cái kênh đầu tư gọi là mang tính chất an toàn Ô, ngày xưa thì quảng cáo nhưng mà lúc mà thị trường uptrend thì media là những cái vấn đề truyền thông quảng cáo chứng khoán là một kênh đầu tư an toàn thậm chí khi mà thị trường giảm rất mạnh xuống vùng 1.200 rồi báo chí vẫn 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 nói là vấn đề chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn rồi là đầu tư giá trị rồi rất là nhiều rồi tích sản cổ phiếu rất là nhiều đó mình mình cũng không có tích sản cổ phiếu đâu mình lúc mà thị trường uptrend thì mình có thể cầm trung hạn nó 3 đến 6 tháng lúc mà thị trường đào chen tôi chỉ khuyến nghị mọi người đánh ngắn thôi các bạn xem video rất là nhiều video của tôi tôi có phân tích mọi người chỉ đánh ngắn thôi. giai đoạn này là bị bị đứt tay đấy ừ, để phân tích mọi người và khuyến nghị mọi người công khai trên này cái phiên phiên uh, phân tích với mọi người đấy đúng không phân tích với mọi người các bạn xem lại cái video ngày 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 ngày, mùng 17 tháng 10 đấy mà phân tích với mọi người là các bạn có thể cân nhắc các bạn mua những cái cổ phiếu như dòng bất động sản với đồ đấy đúng không thì các bạn mua ngày 18 tháng 10 thì hàng về thì các bạn vẫn lãi nó kể cả đi cờ các bạn vẫn lãi thôi sell thì các bạn càng lãi nếu mà không tuân thủ thì lại thành mất lãi Đấy, đánh ngắn thì ăn, đi ăn nhưng mà, nói chung là cũng ra lướt vào rồi bạn lại đoạn này vui vẻ thôi chứ còn đấy hôm nay tôi chụp chụp chử cho mọi người cái cái cái, cái tỷ trọng tài sản của tôi vẫn cầm hôm nay làm thêm tiền thì đợi cái phiên bùng nổ theo đà để mốc mạnh đấy nhưng mà không không vào không vẫn không không vào thôi nó phải đừng lại phải đợi đánh rất là chán không? Ok thôi thì mình đợi cái đáy hai đi nhá đợi đáy hai vào cho tương đối an toàn thậm chí bạn nào an toàn hơn thì hơn nữa thì các bạn đợi đáy ba thì cũng được chả vấn đề gì không? dòng banh đi dòng banh cũng vậy thôi nhá. dòng banh chắc các bạn nếu mà đợi tạo đáy hai thì tôi vẫn là nghĩ mọi người nên cân nhắc dòng những dòng banh quốc uh, dòng banh quốc um, doanh hơn nhá cũng như CTG chẳng hạn không? đấy các bạn đợi mà tạo mà cái vùng đáy hai đấy như CTG cái về vùng mà tầm uh, 20 đấy vùng về quanh quanh vùng 20 thì các bạn có thể cân nhắc các bạn mua đấy, cứ 19 20 là các bạn cứ cân nhắc các bạn mua CTG tạo đáy hai thì cái form nó sẽ đẹp hơn mọi người SHB quốc doanh thì CTGBD nó với cả là Vicombank thôi đấy có ba quốc doanh còn có ông Agri ông đã lên đâu uh, SHB SHB cũng được mọi người nhé cái form cái MACD của form nó đẹp nên là ví dụ SHB về test lại cái vùng quanh quanh vùng 10 chẳng hạn đấy, vùng 10, vùng, 9, vùng 10 này các bạn có thể cân nhắc các bạn mua. Nên các bạn đợi cho nó ăn cái nhịp đáy hai hoặc là các bạn đợi cho nó tạo thành công đi. Xác nhận cái nến đảo chiều đi các bạn mua cũng được. Còn là bạn nào mà thích những cái dòng này các bạn bắt dần thì các bạn cân nhắc những cổ phiếu này mọi người nhé Bởi vì những cái cổ phiếu này tiền nó đã vào trước rồi. Đấy, tiền nó vào trước rồi thì nó về cái vùng ví dụ test hai đáy bằng chẳng hạn thì các bạn mua thì tỷ lệ ăn của toàn nó cao hơn. BD cũng được mọi người nhé Nhưng BD thì lại đang rất là khỏe Hôm nay chỉ giảm có 1,66% Hay là giảm vừa khỏe Sợ nhất là ông, ông đang giảm vừa khỏe <laughs> Đúng không? Rất khỏe, rất cố doanh CTG hôm nay giảm xa nhưng con này chỉ giảm 1,66% BD Việt xem nào Việt thì ừ, Vietcombank Việt thì cũng cân nhắc được Mà các bạn cân nhắc CTG nhé CTG BD vì công banh được niêm test hai đáy thì các bạn cũng có thể vào được nó đánh lên cũng khá ổn nó khá ổn Đúng. đây là việc công banh hôm nay có một cái nến đảo chiều này nó nên nến rũ đảo chiều mình phải đợi vì công banh phải đợi thôi mọi người kể cả BD CTG cứ đợi cho nó đã tạo hai đáy thành công rồi còn xuống cái vùng ví dụ như kiểu là CTG hay BD đó nó, tuần sau nó về luôn cái vùng tầm 10 quanh quanh vùng 19 thì mình có thể cân nhắc mình bắt dần nó mình có thể mình tham gia mình bắt dần đó, BID mình thích những cổ phiếu này đi sẽ đi cùng 5 tháng khẳng định với mọi người luôn BID và ctg BID và ctg mà các bạn bắt thì tất nhiên là sẽ không bao giờ chết được rồi nếu mà chết thì thị trường chứng khoán này nhiều khả năng cũng đi cũng chả còn cái thị trường chứng khoán bởi vì đây là những cái ngân hàng quốc doanh nó không không thể nào mà không gần như là không gọi là gần như là không thể phá sản được phá sản ở thị trường thì Việt Nam loạn mất BDCTG Vietcombank Ok sang dòng bất động sản phân tích rồi mọi người Bất động sản thì nó mang tính chất đồ cơ Mình bắt thì mình ăn nhịp sống hồi thôi Vì còn vĩ mô của nó còn bây giờ đang chán lắm mọi người. Bất động sản vĩ mô chán lắm Sell cũng vậy thôi Nhưng ông này cứ phải đợi cho tạo thành công thì bắt đầu mình vào sau cũng được Xem tuần tới nhà tôi cũng rất là kỳ vọng có một phiên ví dụ mình có hay có một phiên uh, trước cũng gặp nhiều trường hợp ví dụ là lúc mà thị trường nó tạo ví dụ hôm nay nhé mọi người nhé hôm nay nó giảm một cái phiên gọi là hết biên độ đồng nó hết biên độ gần như là hết biên độ là ba mươi tám sáu mươi ba rất là nhiều đấy một trăm bốn ba mươi bảy mã giảm sàn cơ mà bốn trăm năm mươi ba mã giảm điểm thế cho nên nó giảm tương đối hết biên độ thì có thể thường thường có những cái trường hợp mà tuần sau nó hồi luôn ấy. đấy ví dụ thứ hai nó hồi luôn ấy tôi cũng hy vọng mình có nhịp như thế chứ nhìn thị trường mà nhà đầu tư sợ quá nhà tư mà ai có đang đầu tư rất là buồn đấy. bắt đáy vui vẻ thôi nhưng mà cuối cùng là không tuân thủ các thứ thôi là cũng thua lỗ ok thế dòng bất động sản nhiều về mặt cơ bản nhé. về mặt cơ bản thì để mà nói vấn đề dù BE rồi PB rồi rất là nhiều những chỉ số rồi giá trị sổ sách của nhiều cổ phiếu nó bây giờ về gần những cái cổ phiếu dòng banh ví dụ hoặc là HBG chẳng hạn nó về gần cái vùng giá trị sổ sách của nó rồi nhưng mà mình cứ nhìn vào những vấn đề như vậy mà mình mình mua cổ phiếu thật ra về cơ bản thì người ta cứ, những cổ phiếu tốt ví dụ HBG dòng banh chẳng hạn Techcombank hay là CTG mà nó cứ về cái vùng gần giá trị sổ sách là những cái nhà đầu tư dài hạn người ta sẽ mua để người ta làm giữ thôi nhưng là những cổ phiếu đi cùng với nền kinh tế của Việt Nam <laughs> người ta người ta mua người ta nắm giữ thôi nhưng mà nếu mà mình đánh theo thuần phân tích kỹ thuật nữa thì mình cứ đợi cho tạo xong đi oh, tạo đáy xong thì bắt đầu mình mới mua dòng bất động sản mọi người nhé dòng bất động sản thì mình cũng thôi cũng đợi đạo, tạo nó tạo đáy hai đi dòng này thì vĩ mô nó hơi chán thì các bạn thích về cơ bản hơn thì các bạn đấy cân nhắc dòng bán lẻ là một này dòng hóa chất đấy hoặc hah này ta hay dòng dầu khí, oh, dòng dầu khí. Đấy, tôi nghĩ là mọi người nên cân nhắc chú ý về dòng dầu khí còn đối với dòng dầu khí thì nhìn con BVD thì nó hơi khiếp thôi mọi người bởi vì nó đang tạo cái mô hình mô hình vai đầu vai này thì cũng hơi khiếp. Và dòng tiền như ngày hôm nay thì không biết là lái thoát hàng hay không hoàn toàn có thể là một cây phân cây phân phối của lái nó thoát xong mà nó cứ đánh lò dò lò dò quanh cái vùng mà tầm 19 xong lại úp tiếp đúng không? Nếu mà nó đây là một cây gom hàng thì tuần tới nó phải hồi phục mạnh mẽ hơn mạnh luôn. Đó, thì nó sẽ phá vỡ cái xu hướng mà yếu của nó Đấy, tuần tới mà ông lại thủng mất mươi chẳng hạn Đó, thì ông cứ lò dò lò dò dưới 120 xong lại ông úp đấy. đấy cho nên mình phải cẩn thận cẩn trọng chứ không phải là cứ ngoại nó gom gì mình 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 ấy đâu ngay còn BR giai đoạn gần trước ấy, nó gom toàn ở trên vùng đỉnh đấy BR nó ngoại nó gom toàn trên cái vùng mà tầm 29 30 ấy. mà cái giai đoạn này mà mình đánh cũng ăn được khá khá đúng không thì nó cứ lò dò lò dò trên vùng này gom rất là nhiều toàn mấy triệu mấy triệu cổ thế nó gom xong xuống vùng dưới này nó lại cắt nên là ngoại tây thì cũng không biết là tây lông hay tây mũ tây mũ đâu đấy. chứ không phải là mình cũng phải cẩn cẩn trọng với đội đội này chứ đừng có nhìn quá nhiều nhìn theo khối ngoại ví dụ như cái bvd này thì các bạn thấy ngày nào nó cũng có mấy triệu mấy triệu cổ phiếu thì các bạn thích thì các bạn đánh theo nó hôm nay cái khối lượng bắt đáy nó mới khiếp như này 23 rất là đột biến đó. hơn gần 24 triệu cổ phiếu BVD giao dịch trong ngày hôm nay thành khoản thanh khoản của một cổ phiếu trong lúc mà thị trường đang thanh khoản nó thấp như này mà ông làm phiên gần 400 tỷ Đó, cũng rất là dã ma Ok, hôm nay phân tích vậy đi nhá, mọi người muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới ví dụ dòng điện đi, ví dụ NT2 này thôi, NT2 này các bạn hồi lên các bạn nên cân nhắc các bạn bán nhé NT2, đợi một nếu mà con này bây giờ nó vẫn đang giữ được cái vùng nền này rồi thì cho bạn các bạn phải đợi đợi thêm đi cứ đợi thêm cho nên tạo mô hình ba đáy thành công các bạn vào được nt 2 bc 1 nha bc một giảm sàn cứ tạo mô hình hai đáy đi cứ cho mười hai cd hai đáy thì lúc đấy dòng tiền sẽ vào đẹp hơn để xem nó vẽ vẽ nến hay là vẽ vẽ mô hình như nào thường thường là khi mà nhà đầu tư đầu, đầu tư thuần về phân tích kỹ thuật người ta xem về nến về dòng tiền cũng như là về mô hình bắt đầu ví dụ MACD hai đáy ba đáy chẳng hạn một RSI mà cứ dưới tầm 30 đấy dưới 30 quanh quanh vùng 30 là bắt đầu người ta sẽ gom dần đặc biệt là khi mà mẫu thị trường tạo hai đáy hoặc ba đáy là người ta sẽ chú trọng người ta mua và đánh mạnh hơn nó lộ đến tỷ lệ sử dụng margin sẽ đòn bẩy sẽ nhiều hơn mọi người nhé điện rồi đầu tư công xem nào đầu tư công thì các bạn cân nhắc VCG mọi người nhá đầu tư công cân nhắc VCG thôi con này khả năng là bị có thể là sẽ đáy sau thấp hơn đáy trước nhé mọi người nhá VCG nhiều khả năng là sẽ tái đáy sau thấp hơn đáy trước Như HHV này chẳng hạn này HHV nhiều bạn hỏi là có nên ăn cái quyền chia mà một một hay không này Thì tôi có bảo mọi người là cái vùng vùng đáy ấy, Cái vùng đáy thì cái quyền mua thì mình không nên ăn Ăn không 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 nên mua quyền mua Ví dụ giá có 10.000 Bởi vì giá của của con con HHV thì bây giờ là cũng, cũng, cũng quanh quanh vùng 10.000 Thì mình tự dưng mình lại giữ cổ phiếu mà mình chôn vốn mình mua làm gì đó thì mình bán nó đi. HAV mình bán đi. Tự dưng mình lại mất thêm tiền. Mà mình mua quần mua trôn vốn rất là lâu. Đấy. Mà giá nó không được hấp dẫn. Ví dụ là 15 hay 20 nghìn còn đỡ. Ví, à, ví dụ mà <laughs> bây giờ ông đang 15-20 nghìn. Mà ông bán cái giá 10 nghìn còn đỡ. Bây giờ ông đang 11 nghìn. Hoặc là 10.500 10, mà ông bán giá 10 nghìn. Ông chào bán như thế. Nói chung hơi khoai. Đúng không? Như thế là hơi khoai. Nhưng còn HAV này nhé mọi người nhé. HAV này sau khi mà nó tạo đáy xong á hoàn toàn là có có khả năng là một trong những cổ phiếu tăng rất là mạnh luôn mọi người sau khi tạo đáy ba xong mà khi mà thị trường trở lại trạng thái cân bằng con này sẽ là một trong những cổ phiếu tăng rất mạnh luôn mọi người nhé bởi vì là nó thường ấy mọi người nhá. thường thì khi mà cổ phiếu mà nó 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 bán cái giá giá mà giá quá thấp ấy. khiến cho nhà đầu tư cực kỳ thất vọng thì mua của ông um đăng ký giá của ông hiện giờ có 10 11 000 đồng chào bán 10 000 tôi bỏ tiền ra mua rồi. Thì nó có thể nó sẽ bị đạp theo thị trường thôi nhá. Nhưng mà khi mà ví dụ các bạn canh đi, ví dụ Bollinger bây giờ đang như này đi. Nếu mà nó giảm đến cái mức nào đấy gần cái gần cái band Bollinger này thì các bạn có thể tham gia các bạn mua HHV thì lúc đấy tỷ lệ win rất là cao luôn, cực kỳ cao luôn. Và nó sẽ đánh tăng sẽ khỏe so với dòng đầu tư công nói nói, nói chung luôn. Ừ thì nếu mà đầu tư công thì các bạn cân nhắc vcg và hv thôi ấy bảo mọi người bán đi con hv là rất là ngon rồi vừa đỡ tiền mình mua cái quyền mua đấy thứ hai là mình lại có tiền mình mình sắp tới mình lại tham gia mình bắt nó vừa đỡ chôn vốn hơn mọi người chôn vốn mà hết suy thoái thì không biết là cổ phiếu sẽ về cái vùng giá nào đâu mà mình cứ cầm Đó, vcg hv fcn thôi mình cân nhắc hv và vcg đấy mọi người HHV xem nào HHV ừ, um, dòng tiền tốt này cũng tham gia bắt đáy nhiều nhá đấy thì cân nhắc hai cổ này thôi HHV VCG đối với dòng đầu tư công nhá đấy thì đội này nó chia xong rồi thì sắp tới nó cũng có thể giảm theo thị trường một hai phiên nữa đi bạn nào mà tự tin thì nó giảm đến phiên tầm thứ ba thì các bạn mua cũng được HHV nhá ưu tiên HHV và VCG đấy để cho nhịp sau đối với dòng đầu tư công thì nó giảm đến phiên uh, thứ ba đúng không ví dụ nó đang giảm sàn này thứ hai giảm sàn tiếp đi thứ ba giảm thì nó sẽ đánh cái form rất là đẹp để mà các bạn có thể tham gia các bạn bắt Đấy nhá ok hôm nay phân tích vậy đi các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới nhá đây là chia sẻ tài quan của cá nhân còn các bạn nào mà muốn an toàn hơn nữa thì các bạn có thể đợi đáy đáy hai thành công hoặc là thậm chí là đáy ba các bạn mua cũng được đáy ba của VNX, mọi người nhé đáy ba các bạn mua cũng được nó còn giai đoạn này mà đối với những nhà đầu tư dài hạn mà tích sản cổ phiếu thì tôi nghĩ nó cũng rất là phù hợp tích giảm dần đây đây mới gọi là giai đoạn tích sản chứ còn trên cái vùng 1.500 thì tích sản làm cái gì mọi người mình tích sản tích sản cái vùng giá thấp nhiều cổ phiếu về giá trị sổ sách mà các bạn phải tích sản những cổ phiếu cơ bản tốt mọi người nhé nghĩa là nó sẽ đi cùng với thị trường phải lâu lâu đấy ví dụ như kiểu dòng đầu tư công này chẳng hạn thì biên lợi nhuận của nó sẽ vào tầm 2023 2024 đấy thì các bạn có thể gom để để, để đợi cái, cái cái giai đoạn đó mình cứ gom dần nếu mà các bạn có tiền các bạn gom dần đấy là cái hướng tích sản của đầu tôi thì tôi đánh theo chu kỳ cổ phiếu mọi người tôi đánh theo chu kỳ cổ phiếu cũng như là đánh theo thuần về phân tích kỹ thuật thôi tôi không có cái xu hướng tích sản đâu tích sản làm gì nghe là tích sản nghe nó sang thôi chứ để mà nói cái vấn đề tích sản nó mông lung lắm mọi người tích sản các ông cứ tích sản trên đỉnh nó gì tích sản tích sản như là tích sản vùng đáy Đấy. ok nhá các bạn muốn hỏi mấy anh nào các bạn bình luận phía dưới đúng không chúc các bạn cuối tuần vui vẻ mặc dù thị trường nó giảm như này thì ai cũng buồn thôi nếu mà bạn nào mà đang giữ nguyên tiền thì ok nhưng mà bạn nào mà đang cầm cổ phiếu thì cũng đang rất là buồn, à, rất là buồn. ok, cuối tuần vui vẻ nhé mọi người nhé. gác lại đi. À, hy vọng một tuần tới sẽ là một cái tuần tốt đẹp, không? thị trường nó trả cho mấy cây, mấy cây trần bởi vì đó cũng là một trong những chỉ số mà giảm mạnh nhất từ cái thị trường thế giới rồi. À, tuần tới mà đội lái gọi là hôm nay nó ép bán chẳng hạn thì tuần tới mà tạo hai đáy xong thành công thì sẽ là một cái một tuần tích cực. Không? để xem chat tuần. Này. Ừ. tuần tới có thể là nó sẽ tích lũy đấy quanh quanh cái vùng này nó tạo biên quanh vùng này ok nhá